Cho mình mau vàng lên đây thôi. Alo. Mấy mươi phân phạt hả? Cứ thẳng cái tủng nữa à? Khoán gì? Khoán cái ổ khóa hả? Ổ khóa ngăn cửa là ổ khóa nào? Ổ khóa này cửa nó chứ khóa nào? Nó không đúc khóa cho mấy nhỉ?
Tức là ổ khóa bên cửa hay là ổ khóa bên bên chỗ chỗ ấy, chỗ thông báo? Là chưa chưa làm đúng không? Rồi ok, để tôi gọi cho nói. Đúng rồi, anh chơi chơi hôm qua chưa? Hello cả nhà. Minh Nguyễn xin kính chào ông bà cô chú anh chị. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Minh Nguyễn HD. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023 đây. Chỉ còn 20 ngày nữa là hết năm 2023. Mình thì bây giờ đang có mặt tại xưởng gỗ. Mình đang mua một lô gỗ để chuẩn bị cho đơn hàng năm tới. Ở đây thì mình mua gỗ thì hồ sơ đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, không có phải mua gì đâu. Xe họ chở vào khi đêm, sáng nay bắt đầu mới bốc. Mình cùng gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm video gửi tới quý ông bà cô chú anh chị xem quá trình xuống gỗ, đưa gỗ như thế nào. Xin mời ông bà cô chú anh chị theo dõi cái video này.
nào? Có chai xe 2 không? Bô hút à? À, uống bô hút. Uống bô hút để hút cho mạnh. Mấy bên này hút không được. Chỉ cần đăng ký ủng hộ chia sẻ được rồi. Chỉ cần đăng ký ủng hộ chia sẻ là được rồi.
Cầu ba bao nhiêu là chú Cương? Cầu mấy nha cầu bãi rồi? Năm ngoái bài đến sáng thì cầu được bài. Cầu là tiền tân bỏ vốn. Cho mày phải bỏ vốn. Đâu. Nhưng có bài giá mấy đi bài. Sạch nó lại cho nó riết, cho nó sạch lại giống như vậy cho nó riết, không là nó chuột đấy. Sạch cho nó riết á. Sạch rồi, gồm làm quen.
đỡ rồi, lần này hắn sẽ nhiều bớt rồi đấy. Hả? Chưa có ổn, đống người này chân kín lên rồi. Hồ nó cái nào nhiêu? Đổ mày cái này cả cái lỗ này. Nó có bị nặng hay không? Lỗ còn chạch. Nhiều. Đi dọc bên này đi. Từ từ nha, từ từ nha. Nó đưa giống như vòng quá, nguy hiểm lắm. Lắc, lắc về bên ngoài một tí, lắc về bên ngoài thì. Lắc về bên ngoài thì. Rồi, 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 hai chục đi, hai chục, hai chục, hai chục, hai chục. Rồi. Rồi, đút. Mà chúng đi cơ gồm kiểu nó thế nó kiểu mối hay. Mình nhiều khi làm mình cứ đứng một chỗ cũng không biết được. Đúng rồi. Thì em thật nên làm nghề bây giờ chủ yếu là anh em, bạn bè, khách hàng giới thiệu cho nhau. Chứ còn bây giờ mà tự dưng cũng đấy anh quanh ở khi đây góc này góc kia chẳng biết nhau như mình. Đúng rồi. Dễ gì. Ở trong chỗ đường, trong chỗ xung sinh ông có cái ông kia ông cũng lâm mốc á. Văn người Thanh Hóa gì. Ừ. Ông với ông vào chơi với con. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không làm được bao nhiêu đâu, đang giúp bên em vẫn chắc thờ vậy thế. À. Không ngoái không làm bộ ghế. Ba có tuổi làm được nhiều. Có tuổi rồi. Ở nhà đây nè. Làm trong nhà đúng rồi, cùng lên đây cơ gồ đây gặp à, ông. À. Con trai. Đúng rồi, con trai làm sớm ạ. Đơn giản này, ví dụ em thấy bác, em vào nhà bác em bảo anh có việc liên làm bác. Thế là bác có tin tưởng, ta biết mày là thằng nào. Đúng rồi. Đầu cái gì với Chi Phương công thì mới về đấy, mới mở xưởng đầu đường 42 đấy. Thạo người thấy về nhé, tạo thật. Đường, đường ở chỗ nào? Đầu đường với Chi Phương ấy, chỗ cây xăng, qua chỗ thành với cây xăng ấy. À. Ô mới về mở đó, mở được hơn tháng này đấy. Ừ. Ngày xưa nằm học trên An Phú này thì không bỏ đi nằm đất này đây, giờ chết tên nè. Nói chung nhiều anh làm chú ơi. Mình nói chung là mình làm nghề là bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó ngập vào trong máu rồi. Ừ. Có nghĩa là bây giờ nói thực ra, bây giờ tôi nói với chú á, tại sao mà câu tháng ngoài thị trường á, họ cứ nhận giá thấp. Bởi vì mấy cái anh chàng là đi làm cho mình, nghe chưa nào? Học được vài ba chiêu cái là bắt đầu về là mở ra làm rồi gặp những cái bộ, bởi vì cái câu tháng nó có muôn hình muôn vẻ, cái câu tháng là muôn hình muôn vẻ, vào một cái bộ câu tháng là cái thì kiểu này cái kiểu kia, anh phải có cái tầm nhìn là một từ ai, nó có cái cách tính, nó có cái bờ rém của nó, mà không tính được ra cái bài đó cuối cùng là làm cái lè hết. Em nói đơn giản như cái ông kia ấy, ông em đứng nhìn ông nặng con đâu cần phải dập phải vẽ. Nhiều người còn vẽ còn mà nặng còn tôi là cứ là lên tay là đo là lên về là vẫn là ra là lắp nổi thôi, quán nào là cao thấp bao nhiêu thôi chứ con. Giống như tường á, vậy chú biết rồi. Ngày có ông này thì vẽ là dập ai dập rồi, rồi gì dập ngược tất cả cả cái tủ mà góc có tháng góc chéo á, tụi nó đi làm là chú biết không, là đưa bản lên bờ để ép lên bắn một cái khung về mình làm cái này, làm kiểu đó tốn công. Làm được tổng cống lắm. Nhà tôi là đổ hợp nó là về là làm ý chang luôn, nhiệt vô ý chang luôn. Làm chuyên nghiệp thì nó khác. Ngồi đi thì chờ đâu đi lâm dập cho khi nó về mới bắt nó mới làm mà thua rồi. Gồ thế này mới gọi là gồ cả bác này. Giá trị đích thực trong cuộc sống này. Lật đây, từ từ lật đây. Nở khóa từ từ, nở lên một tí, ta xoay lại. Rồi, xuống, vô, xuống. Quá rồi.
quá đây, nấp lên chỗ chỉnh lại. Qua bên này một tí, lắc qua một tí nào. Rồi, hai chỗ. Thế này nó lật. Quá từ từ, thế này nó lật. Như vậy nó lật ra thì ngoặc bên này. Hả? Hết chưa? Rồi. Đứa nào lấy cái xe vô anh gửi dưới này. 9 triệu. Mấy nhớ? 9 triệu. Như vậy là sau một buổi rong rạc thì anh em mình cũng đã xuống xong phần gỗ này. Bây giờ mình sẽ thanh toán tiền xe cho bên chỗ phí vận chuyển thì họ về. Nói chung là gỗ rất là đẹp, chất lượng. Cái mấy cái này chú cơ ơi, ghép cái góc này cho gọn này, nhét vào đây nha. Mình thay lên này 4-5 mét. Nghi à? Hết giờ rồi à? Sao nhanh hết giờ rồi trời? Ôi lấy cái xe đi, lấy xe đi. Bao nữa nè. Bao bao nhiêu tiền? Cộng mấy tiền? Hả? Tiền là tiền xe hả? Ờ, tiền xe. Mời cả nhà nha. Ăn kẻ ăn thơm nhé. Tiền xe mấy đi. Bao nhiêu tiền? Tiền là điện chip ra. Ồ, đây năng lửa đang điện rồi. Đúng không? Ừ, trả lớp. 9 triệu tiền xe. Được. Hả? 9 nhỉ? Anh biết đó, anh hỏi. Nói anh hỏi cho cụ thể chứ. Điện được đi. Anh giả tiền nhá. Dạ, đến đi. 1, 2, 3, 4, 5, 1 triệu này. Chưa, 1, 2, 3, 4, 5, 2 triệu này. Thánh, Phương Thánh á. 5, 3 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5, 4 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5 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 này. Cho hai anh em 200 đi đường. Có hình như là không, anh cũng có nè. Bây giờ nhà anh em 200 nha. Đi uống nước, uống đồ ăn cơm nha. Cảm ơn anh.
45, 46 luôn. 45 đúng không? 45 ăn 46 tờ này. Rồi trước tiên anh cảm ơn nha. Mày đi, có gì gặp dịp sao? Rồi video của mình đến đây cũng xin khép lại. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp quý ông bà, cô chú, anh chị ở video sau. Bye bye. Chào em có phụ đây, chào em chờ 10 người về nghỉ một đứa đấy. Rồi xong nha, đi thông lô với nhám nha. Rồi, xin cảm ơn nhiều. Rồi rồi. Hẹn gặp lại chuyến sau nha. À? Bên là bảo 10 triệu mà. Không có bên nào bảo 10 triệu ạ. Bên anh đặt xe 9 triệu. Có gì em gọi lại cho người ta. Gọi lại cho người ta.